Đây là mấy anh em toàn là làm nghề ếch không có nha bà con. Ở xóm cầu 13 này. Ở đây cái xóm này là người ta làm nghề ếch đông lắm. Còn ông này là lái này. Chục ký không? Bữa nay ông nào cũng 8, 7, 8 ký. Ông bắt cả tháng nay rồi, muốn hết ếch rồi còn cái gì nữa trời. Chục không? 11 ký. À, cũng có lên. Giờ ta đổ ra nè, giờ đổ ếch ra để lựa. Không lại. Ếch này đâu lại ếch anh với anh đó. Nhấp luôn. Ếch nhỏ nhỏ gì. Dạ. Trời ơi, bà còn ngon lành nữa vậy. Cái đi vô mấy cái xóm, mấy cái làng giờ mà thấy nhỏ nhỏ vậy là cháu nội, cháu ngoại không à. Này con bà này nè. Ê, em bé bán cà na này nha. Đi ngang đây thấy có cà na mua về ngâm muối ăn. Cà na ở đây em có đi ngang nghịch mùa cũng có nữa. Này ổng hả? Dạ. Trời, ông cũng chơi dữ dằn ha. Ổng hai ông bà có bé với lớn nè. Nè. Đổi chó lấy cà na nha. Đây là cái cầu Tân Lập. Hình như thuộc tỉnh Biên. Ở phía sau cái cầu này á có cánh đồng nếu mà nó ngập nước á đẹp lắm. Nó trống nhìn thấy mênh mông cầu Tân Lập. Cái này hình như là con kinh này là kinh Trà Sư luôn. Ta đi xuồng ở dưới này quay bằng điện thoại thành thử là zoom không tới. Cái này ở trên cầu Tân Lập mình quay xuống.
chiếc ghe này nó đi ngang đây nè, chút nữa nó đi ra chỗ này nè. Ở cái chỗ này nó đường nó đi ra ngoài kinh lớn nè. Cái này là ghe, này là ta đi xúc lươn, ta làm mấy cái ụ lươn. Cái vợt đó là cái vợt ta xúc lươn. Cái này người ta kêu bằng chiếc chẹt. Chiếc chẹt nó như chiếc chiếc phà nhỏ nhỏ nhỉ. Nó là chuyên về chở xe máy cày hoặc xe suốt đi qua sông. Có ngon ông trong kia đang chạy xuồng ra. Đang chạy xuồng máy ra. Bữa hổm đi ngang đây là khô ráo hết. Bây giờ bữa nay là nước lên là linh láng này. Rộng chỗ này không có đê bao, thử ra năm nào cũng ngập linh láng. Đường này là mình đi hướng về về Chi Lăng. Mình chạy vòng này là cũng lớn lắm, qua Chi Lăng rồi về Tí Tôn luôn. Người ta dở dến. Mấy cái lưới mà các bạn thấy đó là cái dến. Ta đăng. Ông đó, ông đang dở dến.
cái núi ở trong đó mà thấy trắng trắng đó, là chỗ đó người ta khai thác đá. Đó là mỏ đá Bà Đội, Láng Trái Bà Đội. Hôm nay ông đang dở dến. Nhà cá cũng nhỏ nhỏ mà chứ năm ngoái cỡ này là cá bự bự hết rồi. Cá linh năm nay mắc hơn cá trạch nữa. Có cá linh không? Đủ ký 2 ký gì đem ra chợ bán cũng được vậy. Gỡ gạt. Tới luôn nè. À, cái chốt li ti không ra cá li ti không. Cá linh cũng còn nhỏ. Linh này linh non. Đặt bao nhiêu cái dến nè? Trời, có 20 cái vậy hả? Cá mùa này trời, cá heo lon con nhiều quá trời. Ờ, năm ngoái đâu. Năm ngoái cỡ này là bự bự hết rồi. Hả? Chú đi ngang đây hoài nè. Đi quay phim mùa nước nổi cho người ta coi nè. Quay chơi vậy. Cá gì cũng nhỏ nhỏ không mà trời. Cá dảnh, cá mì dinh gì cũng còn li ti không. Cá này cá gì đó. Cá hồ. Cá hồ này nuôi mấy chục ký không? Nuôi dạ. Sống luôn. Cá đó nuôi sống là có mười mấy ký rồi ha anh. Không con cá này con á. Cá hồ chú biết nó bự, nó tới mấy chục ký rồi. Nó cá hồ này mà ở sông mà nó lâu á. Nó tới mấy chục ký rồi. Cá đâu cá bự nó đẻ. Không biết nó sống nổi không tha sinh. Ghé đây để kiếm mớ cá về thả. Cá li ti li ti. Con bé đi học về. Bắt đầu đi học về đông như vậy nè. Nãy tôi không thấy ai hết. Bây giờ thấy đông như vậy nè. Mới đi rước vậy hả? Dạ cái này con đằng nhà nó. Trời ơi, chống nạnh là gì nữa.